trước khi bắt đầu cho Phượng tự giới thiệu ha. Trước hết là Phượng xin chào tất cả mọi người, các anh chị. Mình tên là Dược sĩ Phượng Đoàn, đến từ thành phố St. Louis, Missouri. Hôm nay rất là hân hạnh và vui lắm được đại diện đội nhóm viết cùng với Dược sĩ Thùy Trang ở đây, mình chia sẻ cho các anh chị nghe về những sản phẩm, hai sản phẩm rất là độc đáo ha, là làm sao cho mình có sức khỏe mà không phải sức khỏe bình thường đâu các anh chị, mà Phượng gọi là sức khỏe thần kỳ. Chị Trang xin giới thiệu chị Trang là ai cho các bạn ở trên live này chia ra hiểu biết. Ok, xin chào các anh chị em trên Facebook Live ngày hôm nay. Cảm ơn dược sĩ Phượng Đoàn. Mình cũng là dược sĩ nhưng mà tên là Thùy Trang. Thùy Trang mình từ Việt Nam. Trang năm nay là 51 tuổi, đã làm trong ngành được 25 năm. Và hôm nay rất là vinh dự được cùng với dược sĩ Phượng Đoàn chia sẻ về cái sản phẩm, hai cái sản phẩm rất là độc đáo là Tegreen và ReishiMax. Bởi vì một trong những công việc của mình ở đây là mình sẽ lan tỏa những cái sản phẩm thật là tốt cho mọi người. Để làm gì? Để chúng ta làm kinh doanh, chứ không phải chỉ dùng để uống không, đúng không? Yes. Ok, cảm ơn. Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi ha. Ok. Cảm ơn dược sĩ Trang rất là nhiều. Bây giờ để cho dược sĩ Trang bắt đầu, thì cho Phượng hỏi dược sĩ Trang, ngoài kia có rất là nhiều sản phẩm trà xanh đúng không? Và cái điểm mà dược sĩ Trang thích nhất, thôi cho Phượng hai điểm đi, hai điểm dược sĩ Trang thích nhất là cái gì về về trà xanh của mình, trà xanh chính vải của mình? Ở ngoài thị trường hiện giờ có rất là nhiều sản phẩm đúng không? Và tại sao mình lại chọn sản phẩm Tegreen 97 của Farmanes? Thì trước kia đó, lúc mà Trang mới bắt đầu làm với Nu Skin á, thì mình nghe mọi người nói là trời ơi, uống Tegreen đi tốt dữ lắm. Thì Trang nghĩ trời ơi, Tegreen thì cũng trà thôi chứ có gì đâu đặc biệt đúng không? Nhưng mà mình thắc mắc cái chữ 97. Nhưng mà thật sự lúc đó Trang cũng chưa có nhu cầu dùng. Nhưng mà sau đó một thời gian á, thì mình dùng, và trong gia đình có người dùng, rồi khách hàng dùng, và mình cảm nhận là thật sự là nó quá tốt so với những sản phẩm khác ở thị trường. Bởi vì mình đã làm trong ngành dược bao nhiêu năm rồi, 25 năm, và Trang cũng có những cái thời gian mình nghiên cứu về những cái sản phẩm về thực phẩm chức năng, cho nên mình ít bao giờ thấy được một cái sản phẩm mà nó có cái hiệu quả rất là nhanh. Có nghĩa là ví dụ như mình dùng thuốc á, là mình biết ngay là mình uống vô là ngày hôm đó là mình sẽ bớt đau, ngày hôm đó là mình sẽ bớt viêm, đúng không? Bởi vì nó là thuốc, và uống liều đúng hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà thực phẩm chức năng có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình uống một cái là mình có hiệu quả liền không? Chắc chắn là không. Cho nên là khi mà mọi người dùng cái sản phẩm này và bản thân mình dùng, thì Trang thấy là hiệu quả nó rất là nhanh, và mình cảm thấy là nó phải có một cái gì rất là đặc biệt. Cho nên mình mới nghiên cứu thêm, thì Trang thấy rằng là cái Tegreen 97 của mình nó có rất là nhiều sự độc đáo. Mà ở đây mình biết trước hai cái đó là chiết xuất của mình là một chiết xuất trà xanh độc quyền, cho nên nó có 97 là 97% của cái chất mà gọi là tác dụng mạnh nhất á, trong trà xanh á, đó là cái polyphenol, và trong đó có 65% là catechin. Thì bây giờ mình không có cần biết nó là cái gì, nhưng mà mình chỉ cần biết rằng nó được chiết tới 97% tinh khiết là ok rồi. Bởi vì đối với thảo dược mà chiết xuất đến cái mức độ như vậy là quá tinh khiết, chỉ còn có 3% là không kiểm soát được thôi là rất tuyệt vời rồi, đúng không? Mà cái chiết xuất của mình nó lại là đi từ những cái nguồn gốc rất là đặc biệt, đó là chiết xuất từ tỉnh Chiết Giang ở bên Trung Quốc, là một trong những cái tỉnh rất là nổi tiếng về sản xuất trà xanh, chè xanh đó. Mà mình chỉ lấy toàn là chồi lá non thôi, cho nên cái chiết xuất của mình là theo một công nghệ đặc quyền nữa, cho nên chỉ có 97%. Đó là cái điểm đặc biệt tại sao Tegreen của mình là Tegreen 97 chứ không phải là Tegreen 65 hay là 70, đúng không? Và cái khả năng chống oxy hóa, tức là cái thí dụ như bây giờ mình phải uống, nếu mà bình thường các bạn uống 7 tách trà thì nó mới bằng một cái viên Tegreen của mình. Bây giờ nhu cầu của mình một ngày mình phải uống tới 2 viên, tới 4 viên, từ 2 đến 4 viên. Thế thì các bạn có thể nào uống một ngày mà uống từ 14 tách trà cho đến là 28 tách trà trong một ngày, uống xong mà khỏi ngủ luôn đúng không? Như vậy thì cái đặc biệt của mình ở đây, thứ nhất là chiết xuất rất là tinh khiết 97%, thứ hai của mình là khả năng của mình là một viên nó chứa đựng cái hàm lượng của 7 tách trà và hoàn toàn không có caffeine. Bí mật thì các bạn biết nha, nếu một tách cà phê bình thường các bạn uống là khoảng 100 tới 150 mg cà phê, phải không?
thì uống Tegreen của mình nó một viên nó chỉ có 1,5 tới 2 mg thôi, có nghĩa là nó chứa ít hơn, nó chứa khoảng chừng 1% của cái một ly cà phê, thấy không, đặc biệt quá đúng không Phượng Đoàn? 2 điểm thôi là À, thấy quá trời hay rồi. cảm ơn chị Trang chia sẻ rất là tuyệt vời. Và cái điều tuyệt vời nữa đó các anh chị, còn hơn cái đặc tuyệt vời của mà cái chị Trang mới nói đó, là mình có một nguyên một cái quá trình để mình có thể làm ra cái chuyện đó. Những cái chuyện chia sẻ của chị Trang đó là mình thực sự được nguyên một cái quá trình khoa học để chứng minh điều đó, không phải là nói bằng miệng không đâu các anh chị. Phượng chia sẻ cái điều mà một trong những lý do mà Phượng rất là thích công ty của mình là cái khoa học của nó. Sản phẩm thì có rất nhiều, nhưng mà nếu mà sản phẩm ở ngoài kia có rất nhiều nhưng mà sản phẩm không được chứng minh thì là bạn mình không có biết các anh chị, cái là nói miệng đúng không, mình không có chứng minh được điều gì hết. Mà hồi xưa á, là trước khi cũng vui New Skin á, là dược sĩ cũng khó chịu lắm, mình đâu có dễ chịu vậy đâu, đâu phải nói là nghe đâu các anh chị, nói mà không có bằng chứng đâu có nghe đúng không. Cho nên khi mà Phượng mới đầu, đó là lý do tại sao mà Phượng không cho New Skin lúc đầu, tại Phượng cứ nghĩ là dược thảo là không có bằng chứng các anh chị, mà dược sĩ thì không thể nói chuyện không có bằng chứng, không được, không có literature, không có những cái khảo nghiệm thì không có nói được, không có đi chia sẻ được, cùng lắm là tin thì xài thôi, chứ làm sao mà có đủ mạnh miệng mà đi ra chia sẻ. Cho nên cái điểm hay của công ty mình á, của Formanex á, là mình có một cái quá trình, cái quá trình ở đây gọi là 6S ha. 6S á, là sourcing, là cái nguồn gốc, giống như để chị Trang nói là cái nguồn gốc là ở bên Shanghai, Shenzhen vậy, ở trên bên tàu ha. Rồi cái selection là cái ngọn của lá trà ha. Xong rồi cái nguồn gốc, cái sự lựa chọn, cái structure làm sao mình làm, mình phải giữ được chứ, những cái trên mà các anh chị hái xuống làm sao giữ nguyên nó được, mình phải đảm bảo được cái chất lượng đó ha. Và mình phải đem những cái đặc biệt nhất của nó ra, giống như chị dược sĩ Trang mới nói là cái này gọi là cái specification, cái đặc biệt gì của nó các anh chị, là nó là 97% cái chất mà độc đáo nhất, tại vì có rất là nhiều chất antioxidant chống lão hóa ngoài, nhưng của mình là cái chất tốt nhất là ở trong đó đúng không? Tại nãy chị Trang đã chia sẻ rồi. Và một cái là standardization. Standardization là làm sao mỗi viên đều giống nhau, không phải một cái này nhiều quá cái kia ít kia, chất lượng của mỗi viên đều giống nhau ha. Rồi nó có làm một cái là substantiation, có nghĩa là gì, là mình đảm bảo chất lượng, là mình có khoa học chứng minh, là mình có thể chứng minh được. Substantiation là giúp phần tiếng Việt là gì, có nghĩa là mình có thể đảm bảo được đó các anh chị, mình có những cái khảo nghiệm để chứng minh được, và chứ không phải là mình nói bằng miệng. Cái điều đó là cái qua một quá trình để chứng minh. Cho nên 6S là cái là những cái thứ, là một trong những tình yêu của Phượng đó, cho Phượng nói một ngày cũng không hết nữa, cho Phượng nguyên một cái bài để mình nói 6S. Là hôm nay là mình không phải gì nói về 6S, cho nên Phượng cũng tranh thủ thời gian thì chia sẻ những cái điểm tốt đó thôi ha. Và cái đặc biệt nữa đó các anh chị, khi mà mình có 6S như vậy đó, công ty của mình đảm bảo cho mình chất lượng rất là tốt, đảm bảo cho mình xài mình không sợ cái gì hết, có gì cái chịu trách nhiệm hết, và mình được chứng minh đàng hoàng. Và đó là một cái niềm tại sao mà sản phẩm của mình nó vượt trội hơn những sản phẩm khác, là mình chứng minh được cái lời mình nói có thể đảm bảo được các anh chị. Và tiếp theo cái ý này đó là một trong những sản phẩm cũng được công ty đảm bảo như vậy là ReishiMax. ReishiMax và T-Cream chắc là đi đôi vậy đó các anh chị, không thể nào thiếu với nhau được vậy đó. Phượng cũng rất là mê. Điểm chung của ReishiMax và T-Cream là làm gì? Là giúp cho mình cái hệ miễn nhiễm của mình rất là khỏe. Có cả cái chất antioxidant đó các anh chị. Và không có thể nào gia đình nào mà đã làm New Skin mà thiếu ReishiMax được nha các anh chị, vì nó rất là thần kỳ. Nhưng mà bây giờ đó có rất là nấm, là ReishiMax đó là được cấu tạo bởi nấm linh chi đó, thì chị Trang ngoài kia có rất là nhiều nấm linh chi, chị Trang có thể nói sơ sơ chút xíu không chị Trang? À, nói về nấm linh chi ha, thì ở Việt Nam mới là gọi là khủng hoảng luôn. Trời, có những cái thời gian mà phải nói là bước ra ngoài gặp ai nhà nào cũng mới mua 1 kg nấm linh chi về nấu hết trơn á, và hầu như là có những cái thời điểm là ai cũng uống nấm linh chi. Nhưng mà thật sự thì các bạn có biết là các bạn đã uống cái gì không, và mình mua ở đâu, nguồn gốc như thế nào? Thì thật sự là hồi xưa lúc mà mình học ở bên trường dược, cái thời điểm đó là mình cũng học dược liệu rất là nhiều, và cho nên là Trang cũng có hỏi thăm, và mình khi mà mình đi ra ngoài đi làm việc rồi cũng có dịp tiếp xúc thì Trang thấy là trời ơi, nấm nó nhiều, có là cơ mang là nhiều nấm luôn, đặc biệt là cái thời điểm khoảng chừng năm 1000, khoảng năm 1800, khoảng như năm 1897 trở đi là bắt đầu nấm nó về, nấm linh chi nó về Việt Nam rất là nhiều.
Thì cái thời điểm đó là mọi người cứ đua nhau đi mua nấm, nhưng mà không biết được là cái kỹ nghệ để mà mình có thể tách được cái bào tử nấm nó ra như thế nào để nó có thể tốt nhất cho cái cơ thể của mình thì họ không biết. Cứ đơn giản là về rửa sạch sẽ xong nấu lên xong uống, đúng không? Mà thấy đắng đắng là thấy ok nhưng thực tế, đúng không, thấy đắng là nó ơi cái này tốt, là nó tốt nó mới đắng. Xong là uống uống nằm ròng rã 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng không thấy gì hết trơn. Nhưng mà nếu mà không thấy gì cũng đâu dám nói gì đâu, tại vì bị đỡ tốn tiền mua uống rồi, đúng không? Nhưng mà ReishiMax của mình uống như một lần là biết ngay thôi. Thì ở đây đang chỉ nói sơ các bạn biết là có một Việt Nam mình đã có 4 loại nấm. Thứ nhất á, là loại nấm linh chi có nguồn gốc Việt Nam, là chỉ trồng ở Đà Lạt thôi, là nấm Đà Lạt. Thứ hai á, là cái nấm linh chi từ Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc thì hiện giờ đó là người ta hay xách tay về, còn nhập khẩu á, thì bây giờ cũng ít rồi, tại từ khi Việt Nam có là người ta không có trồng nữa, không có đưa về nữa. Rồi nấm Trung Quốc thì thôi là mênh mông, nấm Trung Quốc là về đầy ở ngoài cái chợ Hải Thượng Lãn Ông, ở ngoài chợ thuốc á, chợ thuốc của Đông Y ở ngoài quận 5 đó. Rồi một cái loại nấm nữa nó gọi là nấm mọc hoang. Nấm hoang thì nó hoàn toàn nó không có liên quan tới cái nấm linh chi đã được trồng và nghiên cứu tại Đà Lạt. Cho nên là mà đa số mình á, là cứ lấy những cái dạng mà ở nhà trồng rồi đem ra bán, rồi mọi người cứ nói ô cái này nhà trồng xong rồi sạch về mua thôi. Cho nên nó rất là thật ra rẻ tiền nhưng thật ra nó là phí phạm. Tại vì nếu mà tính trung bình á, một ngày á, mà mình xài ví dụ như 1 ký nấm như vậy là xài khoảng chừng 1 tháng, thì một mà khoảng chừng 600 500 ngàn, rẻ thì bèo bèo cũng phải 300 400 đúng không? Thì bây giờ cứ nhân lên đi, nhân lên mình xài, nhưng mà uống như vậy đâu có hiệu quả gì đâu, đúng không? Cho nên là dược sĩ Vượng Đoàn tiếp theo sẽ cho các bạn biết tại sao ReishiMax của mình đặc biệt so với những sản phẩm khác trên thị trường. Cảm ơn dược sĩ Trang. Dược nấm ReishiMax của mình nó rất là đặc biệt vì cái chất lượng của nó. Trước khi nói chất lượng thì Phượng sẽ nói về nó làm cái gì ha các anh chị, mình xài để làm việc là cái gì. Nấm ReishiMax nói chung mà nó để dễ, một cách dễ hiểu đó, thì nó sẽ giúp cho cái hệ miễn dịch của mình tăng. Cái sự để cơ thể của mình được khỏe hay không là điều khiển do hệ miễn dịch của mình. Nếu mà hệ miễn dịch của mình yếu là mình sẽ bị bệnh. Cho nên tại sao những người bị bệnh là những người yếu, đúng không? Cho nên mình phải, khi mà mình khỏe trong người, ở trong là mình sẽ chống được nhiều bệnh lắm các anh chị. Vì xung quanh của mình lúc nào cũng có những con vi trùng nó rình rập, lúc nào cũng có những cái độc tố, lúc nào cũng có những cái chất gọi là free radicals. Nó sẽ rình rập, nó đi giống như để đến hại mình vậy đó. Tại cuộc sống là như vậy. Những cái giống như gọi là pollution là môi ô nhiễm môi trường, những cái căng thẳng trong cuộc sống chẳng hạn là stress sắp khi mà việc làm, và những cái độc tố. Ví dụ như Phượng thì Phượng làm dược sĩ thì Phượng có nhiều cái căng thẳng, thì cái đó là gọi là cũng là cái chất stress, cũng gọi là có những chất gọi là free radical. Và các anh chị làm nail có những độc tố trong trong tiệm, cái những đó là những toxic, những cái đó nó từ 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 nó ăn đi, nó giết hại các tế bào của mình, cái hệ miễn nhiễm của mình nó sẽ bị rất là hại. Thì ReishiMax sẽ là giống như là người anh hùng của mình vậy, đi ra để bảo vệ mình ha. Người nói là the knight in shining armor đó các anh chị. Cho nên á là sẽ bảo vệ cho mình những độc tố đó vô, thì ReishiMax sẽ làm cái hệ miễn nhiễm của mình, làm cho nó được kích thích, để cho nó khỏe hơn, và nó làm những cái tế bào của hệ miễn nhiễm được khỏe mạnh và được sinh sôi nữa, proliferation nữa. Cho nên á, vì như vậy mà tại sao khi mình dùng ReishiMax mình rất là khỏe. Cái điểm đó là nó làm gì tác dụng cho mình, và nó có rất là nhiều chất antioxidant, và hơn nữa nó cũng có một cái quá trình success, và hơn nữa mình có thể chứng minh được như những hồi nãy dược sĩ Kia Trang chia sẻ đó là các chị có thể mua nấm ở Việt Nam nè, mua nấm ở Trung Quốc nè, mua nấm ở Đại Hàn nè, rồi có thể mua về nấu nè. Nhưng mà câu hỏi cần hỏi là làm sao mình có biết được mỗi lần mình nấu nó giống nhau, đúng không các anh chị? Lửa nè, lửa thấp lửa cao nè, nước ít nước nhiều nè, bao nhiêu thời gian nè, mình đâu có bao giờ mình ngồi mình nghiên cứu như những nhà khoa học gia đâu, để mỗi lượng mình uống đều đặn như nhau, không ai đảm bảo được, là chưa nói nguồn gốc. Cho nên cái 6S nó rất là quan trọng khi một sản phẩm mình xài, bất cứ sản phẩm nào cũng vậy các anh chị, không phải là nấm linh chi hay Tegreen không, khi mà các anh chị mua về bảo đảm, Phượng bảo đảm với các anh chị không bao giờ bằng các khoa học gia. Tại các khoa học gia cái là công việc của người ta, mà người ta ngồi người ta nghiên cứu, mà mình đâu phải công việc của mình đâu các anh chị, đúng không? Thứ nhất là mình không có gọi là cái specialty đó, là cái chuyên môn để làm những chuyện đó.
cho dù mình có làm, mình có không làm chuyên môn, các anh chị mình sẽ không bao giờ bằng được 75 khoa học gia của công ty mình làm. Những người này là có bằng bác sĩ, có bằng tiến sĩ, có những bài viết đăng mà tất cả những ngành nghề khác, những khoa học gia khác còn phải kính nể nữa. Mình không những là những người khoa học gia, của mình chỉ là khoa học gia bình thường, mà có gọi là world class khoa học gia. Cô khoa học gia của mình về đến công ty mà còn phải phục sát đất, là cô khoa học gia nói wow, những người bác sĩ này là những người cô khoa học gia rất là ngưỡng mộ, đó là thần tượng của cô mà làm trong công ty New Skin. Các anh chị thấy không, là những mình dùng the best people make the best product các anh chị, và mình được chứng minh điều đó. Cho nên cái quá trình success là nó đi qua là để chứng minh sản phẩm của mình, cái đó là cái đặc biệt của mình, không ai có được. Các bạn Việt Nam thân mến, nãy giờ thì dược sĩ Phượng Đoàn đang nói về 6S, tức có nghĩa là 6S, tức là cái quy trình 6S, quy trình 6S của Phạm Anh S. Thì các bạn biết là cái quy trình đó là một cái quy trình đó, bảo đảm rằng cái sản phẩm của mình từ lúc trồng trọt ha. Nu Skin hay ở chỗ là người ta bao tiêu luôn từ đầu cho đến gốc, tức là từ gốc tới ngọn luôn. Có nghĩa là không có phải là một cái công ty dược bình thường ha, là mình phải đi mua một cái sản phẩm ở bên ngoài đúng không, xong rồi về nhà về cái xí nghiệp đó bắt đầu mới sản xuất ra thành phẩm. Còn mình á là từ nguyên liệu, mình kiểm soát từ cái nguyên liệu luôn, cho nên nó đi từ gọi là cái chữ S đầu tiên á là đi từ đầu luôn, rồi sau đó đi vào từ 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 ở bên trong mình. Và nó gồm có 6S để nó kiểm soát nguyên một cái quá trình từ nguyên liệu cho đến cái khi mà cái sản phẩm nó ra đời, và sau khi nó ra đời vẫn tiếp tục được nghiên cứu cái sự ổn định và theo dõi cho đến khi mình dùng. Như vậy thì chúng ta có một cái sự đảm bảo rất là lớn, và có một cái hệ coi như là một cái, nó giống như Diệp Sĩ Vượng Đoàn nói là mình có tới 75 nhà học ngồi sau chống lưng nhà mình đó, bây giờ uống là yên tâm, không có sợ gì hết trơn hết đúng không. Mà quan trọng nha, hôm bữa Trang bữa là trải nghiệm nha, cho một phút trải nghiệm nè. Hôm bữa Trang bị từ ngày sử dụng Nuskin là không có bị cảm, không có bị viêm họng nữa. Hồi trước là Trang cắt amidan cho nên là bị viêm họng thường xuyên luôn. Nhưng mà kể từ khi mình dùng Nuskin là mình không có bị viêm họng nữa. Hồi xưa là khan tiếng là thường trực luôn, còn bây giờ là không có khan tiếng. Bây giờ nói, các bạn thấy Trang nó to hơn rồi không? Thậm chí bây giờ dạy yoga là nói oang oang nguyên một cái hội trường luôn. Đó. Nhưng mà hôm bữa là cái đợt vừa rồi là ai cũng bị viêm họng, cái mình cũng bị. Nhưng mà bị không có nhiều như người ta. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà Trang bị viêm họng như vậy á, cái Trang mới uống cái ReishiMax. Trước giờ chưa bao giờ uống ReishiMax, biết rất là tốt nhưng mà nghĩ cho mình khỏe là không cần uống. Nhưng mà hôm đợt rồi uống, và các bạn biết không, không biết nói là sao nữa. Không lẽ mình nói là thần kỳ hay cái gì, nói nghe có vẻ là quá đi ha. Nhưng mà thật sự nha, Trang chỉ uống mới có 3-4 ngày thôi, là cái đàm ở trong cái họng mình á, khi mà mình uống vô cái là chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ sau á, là mình thấy cái nó loãng đàm ra và mình khạc nó nào cái rất là nhẹ nhàng, và sau đó là mình cảm thấy nó hết ho, nó bớt hẳn cái cơn đau của mình luôn. Mà thật sự nó đâu có tác dụng gì kháng viêm đâu, mà cũng không có tác dụng gì á gọi là long đàm luôn đúng không. Tại vì mình uống là mình viêm họng là mình uống gì, uống kháng sinh nè, uống kháng viêm nè, uống long đàm nè, uống vitamin C nè, trời uống nguyên một đống luôn. Còn này mình uống cái 2 viên rồi sẽ mắc thôi, mà đang thấy hiệu quả quá là tuyệt vời. Cho nên sau khi uống ReishiMax xong, hiệu quả xong, khỏi uống mấy cái kia luôn. Ok. Mà đến bây giờ nha, không bị hết. Hết rất là nhanh luôn. Cho nên từ đó là bây giờ Trang bắt đầu mua ReishiMax về cho ba uống. Những cái người mà họ bị bệnh về phổi đó, thì Trang về cho uống hết. Và Trang thấy hiệu quả rất tốt. Cho mấy người mà hút thuốc thừa á, cứ khè khè uống. Ok. Ho miết luôn á, Phượng Đoàn. Cho uống hết. Okay. Một phút trải nghiệm. Okay. Kết thúc. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị sĩ. Phải đáng nói. Cảm ơn nhiều chị sĩ Trang chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Và Phượng biết anh vợ chồng của em, anh Timmy Lít Tuấn Nguyễn với chị Mai á, trời ơi hai người đó hả, không bao giờ thiếu ReishiMax các anh chị. Và cái điểm hay là như vậy đó, giống như dược sĩ nói là những người mà yếu phổi đó là những người tất cả mọi người. Chút xíu này Phượng đã cái lý do tại sao nó là thần kỳ. Thực ra là người nào có thể dùng được ha, thì tất cả mọi người đều cần. Và đặc biệt là những người có hệ miễn nhiễm yếu, ví dụ những người hút thuốc, những người bị bệnh tiểu đường, những người bị bệnh mà những cái đề kháng đó các anh chị, những bệnh đề kháng giống như rheumatoid arthritis là những cái là do mình bị đau thấp khớp mà do cái hệ miễn nhiễm của mình nó tự nó đánh với mình.
ha, giống như cái osteoarthritis là những bị thấp khớp thường á, thì các anh chị lâu ngày mình dùng bàn tay bằng chân mình nhiều quá, mình làm việc nhiều quá thì cái tay mình nó đau. Nhưng mà rheumatoid á là từ cái hệ miễn nhiễm của mình, nó đánh hệ miễn nhiễm của mình, nó không biệt được, nó không có phân biệt được cái sự khác biệt của cái những cái tế bào của bản thân và tế bào ở ngoài, cho nên cái nào nó cũng đánh. Chính như vậy mình bị là những cái trường hợp như vậy ReishiMax rất là tốt. Nhưng mà như dịch sĩ Trang mới chia sẻ với các anh chị đó, phần phải canh giờ các anh chị là khi mà những bệnh cảm là cặp mình vẫn dài được, ok, mình cũng xài được, là khi mình bệnh là mình xài, cho nên khi mình dùng sản phẩm đó đó anh chị, sếp mình rất là nhiều tiền, khỏi tốn thời gian đi bác sĩ này, khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Các anh chị mà cứ bệnh rề 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 cứ bệnh 1 năm bệnh mấy lần, đi bao nhiêu tiền bác sĩ, là tiếng biết bao nhiêu tiền rồi các anh chị, đúng không? Cho nên, nhưng mà cái điểm này Phượng muốn chia sẻ với các anh chị nè, dịch sĩ Trang nói hồi xưa không có nhu cầu không xài, nhưng mà Phượng xin đính chính Phượng xin đính chính, các anh chị ai cũng có nhu cầu hết, đặc biệt là những người kinh doanh như mình. Khi mà mình vô mình chỉ xài vì mình có nhu cầu là mình dùng sản phẩm dưới tư cách của một người bệnh nhân và một người khách hàng các anh chị ha. Nhưng mà cho dù các anh chị là người khách hàng như Phượng nào, Phượng không bệnh bệnh gì hết, mà sản phẩm nào của công ty Phượng cũng xài hết, không có nhu cầu không xài, tại vì sản phẩm của mình đâu phải trị bệnh đâu các anh chị. Nếu mà nó có nhu cầu mới xài là khi mình bệnh rồi mới xài, cái là trị bệnh rồi. Sản phẩm của mình là sản phẩm phòng ngừa trước khi mình bệnh, cho nên chưa bệnh càng phải xài. Cho nên các anh chị không phải mình nói tôi đợi tôi có nhu cầu tôi mới xài, các anh chị là cái đó là sức khỏe nói chung, là bây giờ các anh chị không dùng, các anh chị đợi bệnh mới dùng là không đúng nhé. Phải dùng trước khi mình bị bệnh, dùng trước khi mình có nhu cầu, để làm chi mình có một cái sức khỏe tuyệt đối. Khác. Chương trình cũng sắp hết giờ rồi, chị Trang có tóm tắt điều gì không? Như vậy thì Phượng có thể nói thêm những cái trường hợp có thể sử dụng được để cho các anh chị có thể biết cách để mà tư vấn cho những cái người khách của mình được không? Phải nói là ai cũng sử dụng được, Phượng không bệnh vẫn sử dụng được, không có lý do gì người khác không sử dụng được. Ví dụ như chỉ Ví trừ dụ khi như người ta từ bị kết gì, hợp như vậy thì nó sẽ tăng lên điều gì? Nó làm cho điều gì đặc biệt hơn? ok, Tegreen á thì và thì Trang cứ tưởng tượng đi, một cái mình có một người đi ra chiến trận, có một người lính bảo vệ mình tốt hơn hay là hai người lính bảo vệ mình tốt hơn? Nếu mà bảo những người về, nếu mà mình là một tưởng tượng, mình là một người celebrity, mình là những người nổi tiếng nhất, những người quan trọng nhất, mình cần một người lính bảo vệ hay hai người lính bảo vệ mình? Mình cần Okay. một đội luôn. Đúng vậy, cho nên càng nhiều càng tốt, đúng Mình không các cần anh white chị? space, mình cần R2, mình cần nhiều thứ lắm. Vậy right, đúng vậy, cho nên á, mà cái đặc biệt của cái T-Green á các anh chị, nó có chứng tính chất gọi là thermogenesis, có nghĩa là sao, nó đốt mỡ được, nó dùng chất nóng nó đốt nhiệt à đó. Cho nên á, những người bị mỡ cao đó rất là tốt, cái đó là extra bonus. Những cho nên tại sao sản phẩm của mình khi mà muốn giảm cân thì mình phải có trong đó giảm mỡ, rất là tốt. Mặc dù nó khả năng chính của nó là đề kháng, giúp hệ đề kháng của mình, nhưng có những cái phụ nó rất là tốt, cho nên khi mà mình dùng sản phẩm như cái chương trình Access Study của mình, Tegreen là một vai trò rất là lớn, ngày nào cũng muốn xài hết ok, chắc mình cũng hết giờ rồi, còn 1 phút thì Phượng cũng xin cảm ơn dược sĩ Trang đã lên đây chia sẻ với Phượng ha, không để cho Phượng làm một mình cảm ơn rất là nhiều, và cảm ơn tất cả các anh chị ở Mỹ, ở Việt Nam, ở châu Âu, châu Úc và ở bên Canada, ở bên Mỹ đã tham gia cuộc đàm thoại của hai chị em Phượng nhé, và chúc các anh chị có một ngày làm việc rất kết quả, và mình là nhớ là mình là yếu tố quan trọng nhất, mặc dù sản phẩm tốt bao nhiêu không bằng mình đâu các anh chị, mình amazing hết các sản phẩm nó nhiều. Ok, alright, chúc các anh chị vui vẻ nha, bye các anh chị, bye chị Rồi, Trang xin nha. chào.